đẹp Dùng Gian xin kính chào quý cô chú và các anh chị. Thì hôm nay là một buổi chiều mát mẻ và em đang quay trở lại trong khu vực Phước Lý để giới thiệu với quý cô chú và các anh chị mình một căn nhà mà sổ hồng riêng giá rẻ nhất trong khu vực này. Giá rẻ nhất trong khu vực chợ Bình Chánh cũng như là Phước Lý này ha. Là chỉ có 1 tỷ 3 thôi mà mình có được cái sổ hồng riêng, hồ sơ pháp lý rõ ràng minh bạch cho gia đình mình. Và hiện tại là đây là con hẻm dẫn vào nhà mình là đường bê tông 4m, rất là rộng rãi, thoải mái, xe hơi có thể vào ha. Như quý cô chú và các anh chị thấy xung quanh đây thì thiên nhiên xanh mát yên bình và cũng có hàng xóm đông đủ. Và đây là trước cổng đi vào khu phố của mình, thì ở đây thì có 10 hộ gia đình ha. Thì ở đây bà con cô chú bác của mình làm cái cổng này để cho an toàn cái khu dân cư của mình thôi. Thì hiện đây là đường nội bộ đi vào nhà mình, thì quý cô chú và các anh chị hãy cùng em tiến vào căn nhà của mình ngày hôm nay. Thưa quý cô chú và các anh chị, hiện tại là căn nhà của mình ngày hôm nay là căn nhà này. Thì ở trước nhà thì có một con đường nhỏ nè, với lại một cái thềm nhỏ, rất là rộng rãi thoải mái cho gia đình mình có thể để xe máy ở đường trước. Và ở đây là nhà này thì bên em cũng làm khá là sạch sẽ và mới mẻ cũng như là hiện đại hơn bây giờ. Ở trước nhà, trước mặt tiền của nhà mình thì đã lót gạch rất là sạch sẽ và kiên cố, cũng như là giữ cho tường nhà của mình được bền bỉ lâu dài. Cũng như là cửa chính của nhà thì sẽ là cửa sắt 4 cánh, sơn tĩnh điện và kết hợp với kính cường lực và cách điệu hai màu đen trắng luôn, rất là đẹp mắt ha. Phòng khách của mình thì có diện tích vừa phải, và ở đây thì mình đã có cái lợi thế là mình có cái được cái tầng lửng, cho nên là cái phòng khách mình nó cao ráo, thoáng mát và cảm thấy rất là thông thoáng và thoải mái. Trần nhà mình là trần thạch cao và được trang bị đầy đủ cái thiết bị điện nè, thiết bị đèn điện ánh sáng đồ đầy đủ. Nhà mình điện nước riêng đầy đủ. Và gạch thì nền là gạch bóng kính 60 có nâu tông màu trắng, tạo những cái vân đá nhẹ nhẹ, rất là sạch sẽ cũng như là dễ thương cho nhà mình, cũng như là gạch được lót lên tường lên đến 1m2, rất là sạch sẽ và giữ cho nhà mình được bền bỉ lâu dài. Và phía bên trong cầu thang này thì sau này mình có thể tận dụng cái không gian này, mình để tivi ở trong này ha, rất là gọn, tận dụng hết mọi không gian trong nhà. Nhà mình có diện tích tương đối phù hợp với gia đình mình, khoảng 3 đến 4 người ha, sống là thoải mái luôn. Và bên đây cũng tận dụng ở dưới này để mình có được cái phòng ngủ. Ở dưới này thì cái phòng ngủ này thì tương đối là nhỏ, nhưng mà mình cũng có chỗ nơi để mình nghỉ ngơi cho những cái thành viên mà cô chú lớn tuổi cũng như là cái anh chị mà không tiện, mình không thích lên lầu thì mình có thể nghỉ ngơi dưới này cũng rất là tiện lợi. Cho với diện tích nhà mình tuy nhỏ nhưng mà có vẫn đầy đủ công năng sử dụng. Như là phía sau này mình có một cái gian bếp vừa đủ sử dụng cho nhà mình ha. Những cái em có tủ trên, tủ dưới bằng gỗ mà được sơn màu trắng cho phòng mình nó được nhìn nó được thoáng hơn. Ở đây thì em có cái quạt không gió cho nhà mình luôn, rất là chu đáo luôn, cũng như mặt bếp là vẫn là đá hoa cương xịn sò, và cái bồn rửa chén inox 304 hai gian luôn. Đây có sóng ướp chén sẵn luôn. Và phía bên này thì mình được có nhà vệ sinh, với lại mình có thể để máy giặt ở ngoài bằng kia. Toàn bộ thiết bị điện với nhà vệ sinh đồ ở dưới đây thì đầy đủ thiết bị cần thiết cơ bản. Và nhà này có diện tích là ngang 4 dài 12 ở trên sổ, và xây dựng thì mình xây dựng 10 thôi, mình chừa cái sân 2m ra. Thì cũng đầy đủ công năng sử dụng là một trệt một lửng, có 3 phòng ngủ và có phòng ngủ ở dưới luôn, rất là tiện lợi. Em nghĩ là đây là một căn nhà lý tưởng cho quý cô chú và các anh chị nào mình có từ 2 đến 3 thế hệ vẫn có thể ở được luôn nha. Và bây giờ thì nhà mình còn một cái lửng nữa, quý cô chú và các anh chị mình hãy cùng em đi tiếp. Dạ, trên này là trên tầng lửng của mình thì sẽ có được 2 phòng ngủ ha. Thì đây là phòng ngủ thứ nhất, cũng có diện tích vừa phải, và ở đây mình có được một cái cửa sổ cũng khá là lớn, cửa sổ hai cánh. Ở đây thì mình có thể quan sát được bên ngoài cũng như là phòng khách ở dưới, rất là tiện lợi luôn. Nó rất là thông thoáng cho cái phòng của mình. Và ở đây thì em có lau phông luôn nè, và đèn ngủ luôn, thiết bị điện thì đầy đủ ha. Đây là cửa nhôm sinh pha và kính mờ. Nó toàn bộ cửa phòng của mình thì là nhôm sinh pha kính mờ. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai mình thì cũng có đầy đủ thiết bị điện cũng như là cửa sổ y chang như phòng ngủ ở ngoài kia. Và diện tích thì cũng bằng luôn ha, bằng cái phòng ngủ ở ngoài. Đó, nhà mình thì tạm thời cấp điện nha. Hình như là sắp có mưa rồi, nhưng hơi tối. Cô chú và anh chị mình thông cảm. Và đây là nhà vệ sinh ở trên lầu của mình, sử dụng chung cho hai phòng, và có cái ô hai cái ô cửa để mình có thể thông thoáng gió, cũng như là gạch được ốp lên tường rất là sạch luôn. Diện tích thì cũng vừa phải, đầy đủ công năng sử dụng cho cái nhà vệ sinh mình.
À, rất là tiện lợi. Nhà mình thiết kế rất là gọn gàng. Và trong khu vực này thì em nghĩ căn nhà này rất là lý tưởng cho quý cô chú và các anh chị mình có tầm tài chính trên 1 tỷ một chút xíu. Nhà của mình thì có được cái giá là 1 tỷ 3.